Và các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài 1 của cái chương trình Photoshop. Thì trước khi mà đi vào chương trình thì mình cũng giới thiệu qua một chút xíu. Thì Photoshop hiện tại đây thì đang đứng ở top 1 của việc mà chỉnh sửa ảnh. Nó vẫn là đứng ở top 1 của chỉnh sửa ảnh. Và với hiện tại bây giờ thì khi mà chúng ta thiết kế những sản phẩm về truyền thông thì nó sẽ cực kỳ mạnh trong những giá trị là khi bạn thiết kế những cái cover của Facebook, những cái bìa phần vết đoạn. Và thứ hai là bạn thiết kế banner. Đã biết thì cái banner chưa? Đấy thì hiện tại bây giờ nó đang rất là mạnh trong trường hợp đấy. Và hệ thống tại sao nó mạnh? Bởi vì bây giờ tất cả các shop thời trang và các cửa hàng thời trang bây giờ, hoặc là tất cả những cái chỗ mà người ta chạy quảng cáo, thì người ta đang thiết kế banner rất là nhiều. Thì người ta hay chọn cái banner đây để các bạn thiết kế. Thì cũng giống như tất cả các chương trình khác, khi vào một cái chương trình thì các bạn nên lưu ý là chúng ta phải tạo ra một cái cổ giấy. Tại sao tạo cổ giấy? Bởi vì nó liên quan đến cái mà công việc của bạn đang làm. Thì khi mà bạn đi gặp khách hay là bạn làm công việc gì đó thì cái yêu cầu của người design là phải cần rõ là tôi đang làm cái gì, kích thước nó ra sao. Các bạn hiểu cái này không ạ? Ví dụ khách người ta bảo em thiết kế cho anh cái banner thì em phải yêu cầu ngược lại là anh ơi, kích thước nó bao nhiêu, nằm trên web hay nằm trên Facebook, nó rõ như vậy. Vậy thì chính vậy là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng, đó là Ctrl L, chính là tạo cổ giấy. Bạn có thể ghi cái từ này và đóng khung lại cho tôi. Trong quá trình đi học thì những người mà biết một chút xíu rồi thì các bạn hãy quay như là mình không biết gì. Bởi vì nếu mà chúng ta mà cứ bảo ô cái này đơn giản biết rồi mà chúng ta không bỏ qua thì sau này tôi nói cho bạn biết, bạn rất là đáng tiếc. Đến lúc này những người người ta ghi lộ trình từ đầu đến cuối, người ta xong lượt bạn cũng làm biết. Chúng ta cho bạn biết thôi. Có nghĩa là chúng ta hãy trở thành người không biết gì, để chúng ta đi từ một cái nền móng rất là cơ bản. Bởi vì khi gạch các bạn chắc rồi ấy, thì bạn sẽ lên nhà tầng bao nhiêu cũng ok. Nhưng mà đoạn này bạn bỏ luôn cái viên gạch đầu tiên đi, bởi vì bạn nghĩ rằng là bạn có được viên gạch, nhưng viên gạch của bạn nó bị ốp, nó không được chắc chắn. Các bạn hiểu không? Thì đấy là kinh nghiệm tôi dạy 16 năm và tôi rút ra kinh nghiệm đấy nè, dạy cho những người biết một chút xíu. Cái diễn viên chú là chết rồi. Đấy thì khi mà ấn vào Ctrl N thì nó sẽ có được cái biểu tượng này. Nhìn không? Thì cái giá trị đầu tiên bạn đặt cho tôi một cái name. Như cái người mà người ta đi học ấy, thì người ta hay đặt một cái name rất cụ thể. Tại sao đặt tên cụ thể? Đấy là cái giá trị mà bạn tạo thói quen. Có nghĩa là bạn làm cho khách hàng A thì bạn sẽ ghi là khách hàng A. Và công việc của bạn là gì? Thiết kế standee thì bạn ghi là thiết kế standee cho tôi. Để tránh trường hợp mà sau này chúng ta làm được 10 khách hàng thì chúng ta vẫn có thể quản lý được nó là sản phẩm của ai. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì việc đầu tiên chúng ta thống nhất đó là đánh tên cụ thể. Tôi dạy các bạn thì tôi không vội thì các bạn cũng đừng vội nha. Tôi sẽ đi rất là chậm. Dạ, đầu đi chậm, sau đó mà các bạn hiểu thấm rồi thì chúng ta đi nhanh. Tôi là người nổi tiếng thì dạy nhanh. Thế lại không phải quan trọng cái chuyện là ôi sao anh đi mãi mới được tí này. Không. Tôi không xuất ruột thôi, nhưng các bạn có xuất ruột như này. Và thứ hai, ở đây là cái giá trị mà cái Photoshop nó làm được. Thì trong cái phần Dark Style này, ở đây nó có rất nhiều những cái giá trị các bạn chọn được. Ở phiên bản đời mới thì những cái này được hiển thị bên ngoài cơ. Nhưng ví dụ đây là cái giá trị mà người ta phục vụ một Photoshop, đó là thiết kế web, thiết kế app, thiết kế về video ăn phim, thiết kế những icon hoặc thiết kế những app gì đó. Thì từ đây cho đến đây thì các bạn nhìn đi ạ, mỗi một cái này nó đều có một cái quy chuẩn. Bởi vì khi người ta làm cái phần mềm, người ta rất là khôn, người ta tổng hợp tất cả những cái kiến thức thực tế bây giờ hiện tại đang có. Ví dụ bạn chọn là web, ngay tức nó sẽ có kích thước là 1366 nhân với 768, chứ không phải thiết kế khác nữa. Và bạn sổ xuống thì ở đây nó có những cái kích thước nhất định 1920 nhân với 1080, cái này của Viettel đang dùng đấy. Em hiểu chưa? Hồi xưa thì nó có những chế độ nữa nhỏ hơn, nhưng mà cái đấy thì nó cổ điển lắm rồi. Chúng ta sẽ dùng cái mới nhất. Cỡ màn hình của tôi đang là 1366 nhân với 768. Và tất cả những cái gì được gọi là hiển thị trên website, hiển thị trên màn hình, ví dụ bạn nhìn hiển thị trên màn hình nhá. Từ thiết kế phần mềm Photoshop này, chúng ta dùng cái kênh của chúng ta và cái hệ thống của chúng ta đang dùng đó là Pixel. Những cái gì được hiển thị trên màn hình. Ví dụ Facebook, website, rồi tất cả giao diện phần mềm app các kiểu thì người ta tính bằng pixel. Bạn nhìn lên chữ P nha chưa? Vậy thì đây là kích thước rất là chuẩn chỉnh. Loại thứ hai mà các bạn cần lưu ý là cái kênh mà màu chúng ta đang dùng đó là kênh RGB. Các bạn nhớ nhé, nhìn này, chọn đây là web xanh. Nếu tôi không chọn web nữa, tôi sổ xuống tôi chọn cái khác sao? Mobile thì bạn nhìn thấy vẫn là pixel chưa? Ok, sổ xuống nữa thì chúng ta sẽ có video vì vẫn là pixel. Và chúng ta sổ xuống một tí xíu nữa, chúng ta chọn vào icon cũng là pixel. Bạn biết những icon trên điện thoại như thế nào không ạ?
vẫn là pixel. Và chúng ta sổ xuống một tí xíu nữa thì chúng ta vẫn chọn vào app, vẫn là pixel. Hiểu các bạn chưa? Ok, vậy tất cả những giá trị mà chúng ta chọn vẫn là pixel hết. Tiếp theo, chúng ta sổ xuống, chúng ta không thể chọn vào cái giá trị này nữa mà chúng ta hay chọn trong vô số từ hay chọn đó là International Paper. Tại sao thế? Bởi vì khi mà cho các bạn chọn vào đây thì ngay lập tức các bạn ghi cái từ này cho tôi, đó là trong Photoshop hiện tại bây giờ người ta đang hay chọn là International Paper. Ghi kỹ, giai đầu là giai đoạn rất dễ, chỉ ghi ví thôi, chả phải làm gì mấy đâu. Nhưng mà những giai đoạn sau thì bạn phải là người làm cực kỳ nhiều bài cho tôi. Và mỗi một bài chúng ta nên chọn một cái hình thức như sau, đó là bạn không có bài chúng ta sẽ chơi trò phạt về kinh tế thì nó sẽ hay hơn, đúng không? Không có một bài chúng ta phạt 5.000, tái phạm lần hai chúng ta phạt 10.000. Hồi xưa tôi đã phạt trong trò này rồi, cực kỳ hiệu quả luôn. Cuối khóa chúng ta được đi ăn lẩu, nhưng mỗi đội là cái người mà nó làm trong nó được ăn, nó lấy phải đóng tiền, còn những cái ông một người thì lại phải đóng tiền ấy, khác đi ăn ấy. Ok, các bạn nhìn này, vậy thì trong cái trường hợp này anh sẽ chọn là International Paper thì ở đây nó sẽ ngay tức xuất hiện cái size cho bạn là A4. Các bạn biết cái A4 có quen thuộc không ạ? Và sau khi chọn A4 thì ngay lập tức nó sẽ không phải là mặc định là cái pixel nữa, mà nó sẽ chọn theo đơn vị là centimet và mm. Các bạn hãy biết A4 nhá, của giấy A4 chưa? Và cái kích thước này các bạn có thể thiết kế là có thể là giấy mời. Và như vậy đó, với công nghệ tại sao bây giờ Photoshop có thể làm cho in ấn được, bởi vì nó ra đời cái máy in, đó là máy in laser em, nó to bằng các bạn này, là đút cái nhét và phát là nhét và phát ra luôn cái sản phẩm luôn, chứ không phải là máy rẹt cầm cái màu nó cứ rẹt qua rẹt lại xong lúc mới thành ấy. Thì cái đấy gọi là in full. Và in full nó có một cái rất dở là nước nó chạm một chút xíu thôi thì nó bị nhòe đấy. Còn cái máy in theo kiểu in test offset là in laser ấy, thì nó in ra nước không sao cả, nó là dạng máy in nhỏ của máy in công nghiệp, là in tờ rơi catalog đấy. Cái này nếu mà các bạn chưa hiểu thì ok không sao cả, về sau chúng ta sẽ thấm, bởi vì cái này chưa ngấm nhá. Tôi nói nha, cái đoạn này nói một lúc sau hoặc nói đến một tháng sau, hoặc 5 tháng sau, thậm chí một năm sau thì cái này bắt đầu mới ngấm, bởi vì cái này liên quan kiến thức thực tế và sau đây nào, hiểu không ạ? Về sau này nếu mà các bạn đi đến một chỗ nào thực tập đấy, cho các bạn sẽ nhìn thấy cái máy in nó nằm ở đâu nhá. Ok, vậy thì sau khi mà chúng ta chọn A4 xong thì ở đây nó mặc định là 210, bởi vì nó tính theo đơn vị là mm, 21 và một chiều là 29.7. các bạn nhìn này chưa? Và nó tính theo đơn vị này, nhưng có những bạn ơi em không thích cái mm đâu, em chọn vào cm được không? Được, các bạn chọn cm cho tôi thì một chiều là 21 và một chiều là 29.7. ghi rõ cái này nha. Vậy thì chúng ta chỉ cần quan tâm ba loại kích thước thôi. Kích thước thứ nhất là pixel, hiểu không ạ? Kích thước thứ hai chúng ta quan tâm đến, giá trị thứ hai đó là gì? Cm. Và giá trị thứ ba là mm thôi. Còn tất cả những còn lại không quan tâm. Chỉ trường hợp không thiết kế cái màn hình này này, nó tính theo inch mà. Màn hình này 32 inch thì chúng ta sẽ thiết kế cái 32 inch. Có hiểu nào không ạ? Ok. Đấy thì kích thước chúng ta làm như vậy. Có một số bạn là dùng cái Photoshop này để đi thiết kế áo và bán áo đồng phục. Biết thiết kế áo đồng phục không ạ? Tại hồi xưa ấy, những cái thứ in áo của những cái cô kìa, đấy gọi là thiết kế áo đồng phục, người ta chỉ đánh một chữ xong người ta in lên. Thì hồi xưa người ta có loại in lưới, em biết in lưới là gì không ạ? Là có nghĩa là cái tờ giấy nó bị xé thủng. Đây ví dụ tờ giấy này, nó bị, ví dụ như cái sản phẩm của em nó đoạn này nó là một chữ y chẳng hạn, tôi sẽ chỗ thủng cái này đi, rồi tôi đặt ở nó dưới một tấm lưới, thì tôi đặt cái áo dưới tấm lưới thì cái lưới thủng không ạ? Chỗ này bị thủng đúng không ạ? Vậy tôi đặt màu tôi quét trên này, thì có phải chỗ này nó không thủng không ạ? Thì màu nó không vào được, nhưng chỗ thủng này nó đi con lưới nó in xuống cao, thì gọi là in lưới. Và cái in lưới thì nó chỉ hạn chế là không được vờn màu. Em thấy vờn màu thì in lưới không thể vờn được, bởi vì nó thủ công mà. Nhưng bây giờ với công nghệ là người ta có loại máy in áo là in làm tờ giấy giống như cái tem ấy, xong đặt tờ giấy áo dán vắt lên bằng nhiệt giống như là dùng bàn nà đấy, thì màu bắt đầu nó sẽ rất là chuyên nghiệp. Thì bắt đầu nó xuất hiện như vậy thì chúng ta vờn màu được, em làm bằng ảnh nó vẫn đẹp. Nên bây giờ với giá trị in áo em có thể cực kỳ sáng tạo. Nên là em chỉ cần biết vẽ Photoshop thôi, em có thể in áo cái này được nhá. Học kỹ, chúng ta phải xác định là chúng ta làm cái gì ra lần đầu. Ra lần đầu làm xong thôi, đếch làm nữa, bởi vì em làm người đấy không giàu được. Nhưng em lấy được kinh nghiệm đấy thì ngày mai tôi lại chuyển sang công ty tiếp. Tôi cũng khuyên các bạn này, bạn nhảy nhiều công ty để lấy kinh nghiệm mà, chứ không phải lấy để giàu nhá. Giàu có không nằm ở chỗ đấy được đâu nhá. Và công ty đầu tiên nó chỉ là cách viên gạch đầu tiên để chúng ta dẫm
đến cái công ty thứ hai nó nhiều tiền hơn. Thì các bạn nhìn này, khi mà chúng ta làm cái in ấn thì ngay tức cái giá trị chiều dài chiều rộng, các bạn hiểu cái này chưa đã? Thì ở đây nó có một phần là resolution. Resolution chính là độ phân giải đấy. Độ phân giải thì in ấn thì người ta sẽ để độ phân giải là từ 250 đổ lên. Nhưng đây 250 thì cái này là 300. Bạn nhìn nhá. Độ phân giải là 300. À, lúc này thì các bạn cần chú ý một chút xíu là nhìn vào chân dung tôi một tẹo. Tôi sẽ ví dụ một tí. Ví dụ như là các bạn biết là chúng ta học hình họa không? Đấy thì chúng ta chia ba sắc độ này. Ví dụ tay tôi này, nó sẽ ở dưới này các bạn nhìn thấy hơi nhau mắt lại, chỗ này nó vùng đậm không? Bởi vì vùng này là không có ánh sáng chứ bạn. Chỗ này có một chút xíu ánh sáng thì bắt đầu nó hơi trung gian lên trên, thì nó do ánh sáng đập thẳng vào đây thì nó sẽ sáng. Ở đây nó có ba độ sáng, trung gian và đậm. Hiểu không? Thì đây gọi là resolution, ba độ đấy. Nhưng ông này ông tăng lên 300 độ, chia thật nhỏ ra thì có phải cái đoạn này nó sẽ rất là mịn không? Hiểu chưa? Nó chia 300 độ mà. Còn cái giá trị này thứ hai là nó chỉ có chia 72 độ thôi thì nó tất nhiên nó không bằng 300 độ đúng không? Hiểu chưa? Càng chia nhiều thì độ ảnh nó sẽ càng nét. Nhưng không phải là giá trị này em có một ảnh cực kỳ cũ xong em tăng cái độ phân giải nên nó nét được thì không có, bởi vì vốn dĩ gốc của nó là cực kỳ xấu. Em hiểu cái đấy chưa? Ok, vậy thì tôi đã giải thích xong cái này nha. Nhưng những giá trị nào in ấn thì người ta dùng 300. Còn những giá trị nào mà nó dành cho việc website, đây website đấy, thì người ta chỉ để 72 thôi. 72 đến 150. Tại sao mình đặt cái câu hỏi mà tại sao nó thì đợt 72 mà không phải là 300? Thì các bạn lưu ý này, tất cả những cái thứ thiết kế ảnh trên website, ảnh trên Facebook hoặc trên YouTube thì các bạn phải lưu ý một tí là tất cả các ảnh được hiển thị trên màn hình. Và nó phải do cái giá trị là lock. Em thấy là khi em search vào cái gì đó em phải cái mạng em phải lock không? Mà lock đấy mà ảnh mà nặng quá thì em sẽ phải nó bị quay. Nó bị quay, nó có bị chờ đâu không ạ? Đấy thì các bạn nhớ một điều rằng ảnh càng nặng bao nhiêu thì cái lock và chờ đâu sẽ cực kỳ kinh. Nên thường thường là khi những cái giá trị trên màn hình đấy thì người ta chỉ để giá trị là 72 thôi cho nó nhẹ. Vậy nó lock và trang nó nhanh được. Nên là sau này khi mà làm ấy, tại vì có những lúc mà em vào một công ty người ta yêu cầu bảo em ơi em thiết kế cho anh một cái banner nhưng có đầy đủ người ngượng các kiểu nhưng nó chỉ rơi tầm khoảng 30k. Em làm vào nào chỉ 30k, được 20k, 10k mà vẫn phải có mắt mũi mồm chân tay mà trông phải nét này. Thì em phải nhớ một điều rằng các bài toán chúng ta giảm về mặt sắc độ, giảm về mặt chất lượng hay không là giảm mức nào người ta vẫn ok được, chứ đừng có giảm quá những gọi là multi thì người ta sẽ không bán hàng đâu. Bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, vậy thì tôi giải thích cho bạn là hai giá trị, một là in ấn, hai là giá trị để nằm trên mạng, thì nó có hai cái cấp độ resolution khác nhau, một cái là 72 và một cái là 300 độ lên. Ok, mọi người còn phân vân về giá trị này không ạ? Và sau này khi mà chúng ta làm thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta đang chọn cái gì nhá, chứ không tránh trường hợp là có nhiều người làm sai. Chuyển xuống dưới một chút xíu nữa thì ở đây nó có một cái background, em nhìn cái background center chưa? Thì các bạn nhìn này, ở chỗ đây thì nó sẽ có màu trắng, màu đen, rồi trang pattern không có nền nhưng thường thường tôi để mặc định là màu trắng và sau đó bạn ấn ok giúp tôi. Đúng không ạ? Bạn ok thì ngay tức nó sẽ có một cái kích thước gì đấy. Đó, khổ giấy chúng ta rất là đơn giản nhanh thôi. Đó. Tại vì tôi đang chọn vào cái web này nó sẽ ghi là chữ award, hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào Ctrl N và tôi sẽ chọn một cái giá trị như sau. Tôi chọn cái đơn giản thôi, International Paper. Tôi sẽ gõ vào đây nhé. Ok, đây, quên mất, còn chưa giải thích cái này cho các bạn này. Các bạn nhìn này, trong quá trình khi mà đọc khổ giấy thì ở đây nó có 8 bit. Ở đây có 16 bit và 32 bit. Các bạn nhìn này chưa? Thì cái giá trị 8 bit này nó sử dụng toàn bộ hiệu ứng của các Photoshop. Còn 16 bit thì nó sẽ bị một số có tính năng nó bị khóa đi. Và riêng đối với 32 bit thì dân về thiết kế của nội thất người ta thích cái này. Bởi vì nó sẽ làm ra môi trường ảo. Có nghĩa là nó giống như là đổ một cái vật liệu inox. Em biết đổ vật liệu inox vào kính không? Thì cái inox ấy muốn dĩ là nó thể hiện nó thì nó phải là soi được gương của nó. Ví dụ như em có thấy cái điện thoại này để thể hiện nó là chất kính thì có phải là em phải nhìn được cái đồ vật và va đập nó. Thì cái chính này cái 3 bit nó chính là làm nó môi trường ảo đấy, dành cho dân nội thất thì mới có cái này. Bởi vì hồi xưa tôi có dạy nội thất rồi, dạy 3D Max thì tôi làm một cái nào. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên nhiều lúc có nhiều bạn là sang một cái máy của người bạn của mình đập 3 bit xong ấn ok, tắt đi, xếp lại xong rồi về, đi về. Sau đó bạn mình cũng không biết rõ là cái gì, mình cũng đặt kích thước cm rõ ràng rồi mà cũng không ra để ý bê bài bít.
xong bật lên rõ ràng là tự nhiên tại sao cái filter của mình bị khóa chỗ này, khóa chỗ kia, rất là khó chịu hay là bị lỗi. Nhưng thực chất là mình không có nó rõ là mình đang không dùng 8 bit hay là 3 bit. Cái 1 bit thì là dùng được nhiều chứ không, 1 bit thì không chọn được, em nhìn đây. Em bị khóa không? Đấy, em nhìn đây. Đấy thì sau khi mà em chọn ra, bởi vì cái thông dụng của cái thằng Photoshop nên dùng 8 bit là chủ yếu, không dùng những kênh khác. Xong chưa? Sau khi em chọn xong thì có nhiều khách hàng bảo gì? Em ơi, vậy thì liệu em có thể đánh một cái thước theo ý đồ của anh được không? Ngoài những cái thước cố sẵn. Thì tất nhiên, các bạn nhìn này, tôi chỉ cần gõ một cái giá trị như sau, đó là 900 và tôi sẽ gõ một cái giá trị là pixel. Thì các bạn nhìn này, 900. Người ta sẽ tự, nó không phải là khổ giấy nào cả. Nó là theo ý đồ riêng của mỗi người. Nên ngoài những giá trị khổ giấy có sẵn thì chúng ta có thể đánh những cái kích thước mà theo ý đồ của chúng ta được. Vậy thì khách hàng khi em làm với công việc gì thì em cũng yêu cầu là anh ơi, kích thước bao nhiêu anh có thể đưa cho em được không để em tự làm. Rồi sau khi làm xong tôi sẽ gõ tiếp theo, cái này là 600 và độ phân giải tôi để là 150, 72 đến 150 là giá trị dành cho web, tất cả những hiện đại ảnh bây giờ đang làm trên mạng là như vậy. Và sau khi làm xong tôi ấn ok thì tôi đã có một cái website. Các bạn nhìn website này chưa? Thì cái công việc đầu tiên mà chúng ta học đó là học việc quản lý cái khổ giấy này. Quản lý khổ giấy thì người ta sẽ có lệnh là control cộng và control trừ. Các bạn ghi đi, control cộng là phóng to cái khung hình mà mình nhìn, control cộng nhìn nhé, control trừ là thu nhỏ các bạn nhìn đó. Và tất nhiên là trong quy trình khi nào mà bạn muốn giảm nhẹ cái giá trị mà bạn làm chậm thì bạn ấn vào control số 0 cho tôi. Biết control số 0 không? Control số 0 nhé. Tại vì là có nhiều người về là ghi là control 0 thì nó giống on mà, nên là ấn vào control on thì lại là mở file. Thì câu chuyện này khác, nên tôi nói là control số 0 là có lý do đấy. Bạn tôi ghi là control số 0 chứ không tí về là nhìn là control on đấy. Nhá, nhìn này, bạn đi ấn ra này, control trừ. Control trừ để khi mà chúng ta nhìn được cái tổng quan của việc thiết kế chúng ta là cái hình của chúng ta có bị bay lên trên hay bay xuống dưới, nhìn có đẹp hay không. Đúng không? Bởi vì có nhiều bạn thiết kế xong thì cái hình của bạn bị to quá, bị thô quá, hoặc là bị lên trên quá hoặc xuống dưới quá, thì chúng ta phải thu nhỏ để nhìn tổng quan tốt hơn. Phần thứ hai, chúng ta ấn vào control cộng để thiết kế những đối tượng nhỏ một cách chi tiết nhất. Tức là em càng phóng to bao nhiêu thì em dịch chuyển càng tốt bấy nhiêu và em thiết kế càng tỉ mẩn bấy nhiêu, đúng không? Em có thấy rằng những cái đồ mà nhỏ nhất thì em phải giữ nhỏ nhất, em tỉa tốt nó ngon hơn. Bởi vì mình phải hướng đến cái giá trị thiết kế là cực kỳ chuyên nghiệp, để tránh trường hợp mà sau khi in ra thì chúng ta mới biết rằng là hóa ra chúng ta lệch một chút xíu, một pixel, hai pixel thì nó rất là đáng tiếc, trong khi nó tổng quan chúng ta quá ngon. Em hiểu cái việc mà chúng ta phóng to chưa? Phóng to để thiết kế những cái đối tượng nhỏ một cái chi tiết hơn. Và control số 0 chính là giá trị là có thể phun đầy màn hình cho nó nhanh thôi. Chứ còn nói thật em control trừ nhảy, ấn control cộng nhảy thì cũng vẫn được, nhưng mà em thấy mất thời gian rồi. Phải ấn control cộng và control trừ quá nhiều lần. Nhưng vậy sao làm tốn được control số 0 phải có phải nhanh không? Thì control số 0 nó chính là có giá trị như vậy. Thì các bạn lưu ý này, trong Photoshop nó được quản lý theo dạng layer. Mà layer là gì? Layer là các lớp. Các lớp để đúng không? Là lấy lớp này để che lớp kia. Vì ví dụ như chúng ta có hai cái bàn tay, tôi muốn làm mất chiếc nhẫn này thì chỉ việc làm sao đặt bàn tay nó đèn đi, nó che đi. Thì bạn có nhìn thấy không? Thì đây là một lớp, còn đây là một lớp. Đây là một layer thì đây là một layer, hiểu không? Vậy thì Photoshop nó được quản lý dưới dạng layer. Và mỗi một layer thì sẽ có một đối tượng trên nó. Có hiểu với em không? Có nghĩa là vậy thì chúng ta phải rút ra một kinh nghiệm là cứ chúng ta sinh ra một layer thì đồng nghĩa với chúng ta phải có một đối tượng trên đó. Đấy là giá trị quan trọng nhé. Bởi vì nếu mà chúng ta không làm được điều này thì đến lúc mà chúng ta học đến học phần Inux thì chúng ta sẽ bị nhầm suốt này. Bởi vì Inux ấy, nó lại một layer có thể chứa hàng ngàn đối tượng. Còn Photoshop thì một layer chỉ chứa một đối tượng thôi. Vậy câu chuyện nó khác nhau rồi nhé. Vậy thì mình nếu mà mình bị thoát ra thì mình sẽ bị nhầm. Thì chúng ta sẽ không dịch chuyển được, chúng ta sẽ không điều khiển được cái đó. Ví dụ chúng ta dùng cái filter hay dùng cái lệnh blend màu thì nó tất cả những đối tượng trên layer đấy nó sẽ bị dính như đấy. Mà tôi chỉ muốn là ví dụ các bạn có thấy rằng tôi mặc bộ quần áo, tôi muốn là blend cái phần người này là một layer, thì tôi muốn là cái màu này hơi xanh một chút xíu nhưng mặt nó phải hơi hồng, thì em phải không làm được điều đó. Em hiểu không? Nên nó phải chia cái layer để nó quản lý một cách khoa. Còn thằng Inux này tại sao nó không chia như vậy? Bởi vì thằng Inux nó không có tính năng blend màu theo cách mà ví dụ adjustment mình không có. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chính như vậy mà mỗi một cái nó đều có một thế mạnh riêng.
chúng ta phải phát huy được toàn bộ giá trị của nó. Và vấn đề là chúng ta phải hiểu rằng là nó có cái gì tốt nhất thì chúng ta phải dùng, và nó có cái gì tốt nhất để chúng ta kết hợp nhau lại để tạo ra một sản phẩm cuối cùng. Thì đấy mới là quan trọng. Nên là tôi phải nói rất kỹ cái việc này cho các bạn, từ cái phần mở file, lưu file như nào cho hợp lý. Thì các bạn nhìn này, thì Photoshop được quản lý Neo, thì Neo nó được quản lý ở đâu? Thì nó chính là phần Windows và chẳng là F7. F7 chính là gì? Bảng mật Neo. Mọi người có thể đóng khung cái từ đó lại cho mình một tí xíu để cho nó rõ ràng. Về nhà mọi người có thể ghi sơ bộ thôi, nhưng về nhà lại ghi lại trên thực tế, vẽ nắn nót giống như chúng ta tập viết này. Nó sẽ rất nhanh. Tất nhiên trong quá trình khi mà anh Khánh dạy thì anh Khánh có thể có video cho bạn một điều đương nhiên rồi, nhưng đừng bao giờ lệ thuộc vào video, bởi vì bạn sẽ tạo ra thói quen để lười. Ê, không cần phải học đâu, kiểu gì cũng có video. Ông nhầm ấy, ông là người đứa học dốt nhất nữa, tối thật. Hồi xưa tôi dạy còn không bao giờ có video, nhưng mà các bạn học cực kỳ mất. Họ phải cố gắng để nhớ, thậm chí nhiều người học xong của tôi về không tắm, làm trước khi tắm, không quên mà. Bởi vì là khi anh Khánh làm đây thì rất dễ, làm cái gì cũng dễ, luột là từ đầu đến cuối, nhưng mà đúng là sao dễ thế nhỉ. Nhưng về nhà mình khác, bởi vì tôi làm hơn 1000 lần, khác với bạn làm một lần đầu tiên, 1000 lần làm xong quên rồi. Đúng rồi, ok. Thì bạn nhìn chọn layer, nhìn nhỉ. Và chúng ta tắt layer thì bằng cách này chọn vào Windows và chúng ta ấn ra là F7 nữa. Vậy thì F7 chính là bật layer, và F7 cũng tắt cái layer đi. Tô Mai, xong chưa? Nhìn này, F7 này, tắt và bật. Chúng ta ấn trên bàn phím cũng được, chúng ta ấn trên vào Windows cũng được, đúng không? Nào các bạn nhìn này. Vậy thì trong quá trình mà khi mà chúng ta làm ấy, tắt và bật layer này, F7 này, các bạn nhìn chưa? Thì khi tắt bật layer nó sẽ có một cái giá trị, đó là các bạn nhìn cái biểu tượng cái khóa chưa? Có nghĩa là khi bạn muốn vào nhà tôi thì bạn phải mở cái cửa, cũng giống như bạn phải mở cái khóa ra rồi mới làm được tất cả những thao tác của nó. Thì lúc này cũng giống như giai đoạn đầu tiên, chúng ta sẽ bật mở khóa ra bằng cách tích đúc để chúng ta làm công việc đầu tiên. Các bạn ghi đi, mở khóa để làm công việc đầu tiên với layer đầu tiên. Cái layer đầu tiên này nó có giá trị là nó chính là background, và nó là tiền thân cho tất cả những giá trị thiết kế khác. Bạn biết có thấy là thiết kế nó cần quan trọng cái nền đúng không? Có nhiều thiết kế người ta chỉ cần mỗi cái nền thôi là đủ lắm, các bạn hiểu không ạ? Bởi vì có những người, người ta làm những backdrop sân khấu ấy, người ta chỉ cần nói là cái này dài, kích thước chiều dài chiều rộng, có một cái logo và có một cái tên của cái sự kiện thôi, ngày sinh ra ngày bao nhiêu, xong. Vậy thì có phải em chỉ đánh mỗi cái tên và đặt trên cái backdrop không? Là xong ạ. Vậy cái backdrop ấy em có thể kiếm từ ảnh. Em nhớ nhá, vậy thì cái nền nó có giá trị là làm tôn giá trị sản phẩm hơn. Và cái nền đấy nó có giá trị là gì? Là cái tiền thân để chúng ta thiết kế đẹp hay xấu. Vậy thì chúng ta có nên đi kiếm những cái background không? Ok, và thì bài tập về nhà là các bạn đi kiếm cho tôi tất cả background về các ngành nghề khác nhau. Đồng ý chưa? Nhớ chưa? Vậy thì chúng ta có thể kiếm về điện thoại, chúng ta kiếm về thời trang, chúng ta kiếm về mỹ phẩm, chúng ta kiếm về gì? Máy tính. Chúng ta kiếm về đồ gia dụng. Nhưng với điều kiện ảnh phải cực kỳ to, ảnh phải cực kỳ lớn, chứ không chấp nhận ảnh bé nhỉ. Nếu bạn chọn ảnh bé thì sau này chúng ta không thiết kế được đâu. Ảnh phải lớn nào. Vậy thì nguồn tư liệu chúng ta rất quan trọng, đúng không? Người làm nhanh hay không là vẫn có thể có tư liệu, vẫn phải có sự chuẩn bị, đúng không ạ? Kể cả em đi thi đại học thôi, em phải chuẩn bị là màu tôi phải nghiền ra, đúng không ạ? Có nghiền màu trước khi đi thi không? Đúng không? Vào thì việc tô tô phải đỡ phải nghiền nhanh không? Đấy thì cái giá trị của anh nói cho em là em phải chuẩn bị này, tính lúc ở đây, nhìn nhau. Thì cái giá trị đầu tiên đó là ok. Xong bây giờ rồi, vậy thì cái giá trị đầu tiên tôi đã làm xong. Bây giờ chúng ta mở được cái gọi là tạo ra củ cái khổ giấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lưu file lại. Các bạn ghi đi cách lưu file. Mở file rồi thì bây giờ phải lưu file chứ, đúng không? Nào các bạn nhìn này, cách lưu file chúng ta chạy vào file và chúng ta chọn vào Ctrl S. Các bạn nhìn Ctrl S ạ. Tôi cũng thật cho bạn biết là có một số người thì có thể giới thiệu cho bạn là ở kênh này new là gì, Ctrl on là cái gì, các kiểu như này. Nói thật cho em biết, sau này chúng ta giỏi thật quá thì phải biết về sau kiểu gì cũng biết này. Nhưng tôi sẽ dạy cho bạn những cách đầu tiên phải biết đó, là lưu lại file.
bạn nhìn thấy CSS chưa? Ấn vào đây, lưu cái file thiết kế của chúng ta lại. Và sau khi lưu cái thiết kế lại thì chúng ta sẽ chọn, nó sẽ đưa chúng ta đến một cái folder và chúng ta phải tìm. Ví dụ khách hàng chúng ta nằm ở đâu, tôi để laptop nha các bạn nhé. Nhưng các bạn không được để laptop, bởi vì laptop chính là OC. Các bạn cài win lại các bạn sẽ bị mất. Các bạn hiểu chưa? Mà chúng ta phải tạo ra một cái computer, chúng ta chọn vào ổ D, chúng ta lập ra một cái folder. Folder đây đặt là công việc. Công việc. Tôi sẽ chọn một cái ổ D, tôi sẽ ấn vào đây. Ví dụ việc bài tập. Nhìn không? Thì cái công việc này rất quan trọng, là đây là ví dụ các bạn không đặt là công việc bài tập mà phải là đặt là khách hàng A. Sau đó lại có folder này khách hàng B, rồi khách hàng C. Vậy thì nó có rất nhiều folder cho nhiều khách hàng khác nhau. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì khi một khách hàng người ta đến bảo là em ơi tôi công ty này phát thì em phải tìm trong cái giá trị này thì em mới tìm được. Chứ không phải lộn xộn nhá. Có nhiều người ghi rất lộn xộn nên tìm rất là khó. Đấy là không phải tâm lý của người đi nhà. Sau khi tôi chọn xong, tôi tích đúc vào trong thì bắt đầu tôi sẽ ghi là bài tập BT1. Tôi có thể ghi nhảy bởi vì đây tôi đang dạy cho bạn ví dụ. Còn các bạn khi làm này làm phải làm thật thì bạn phải đặt tên cụ thể, không đặt tên lung tung được. Và cái định dạng mà các bạn cần lưu ý đó là cái gì? Là cái file mà chúng ta chọn. Thì đây chính là file nguồn, gọi là file gốc của Photoshop này. Nhìn file gốc của Photoshop vậy, nó ký hiệu là PSD, PDD và PSDT. Đây là file gốc của Photoshop. Tại sao nói đây là file gốc? Thì file gốc có tính năng gì? Thì bạn nhìn này, tôi lưu vào cho bạn xem nhé. Nào, xếp lại. Nhìn chưa? Xếp lại. Thì các bạn nhìn này, tôi tắt bỏ cái này đi. Tắt bỏ nhá. Đúng chưa? Chúng ta cửa sổ em vào một chút xíu. Chúng ta chọn vào ổ D. Chúng ta chọn vào new folder. Đây. À, BT. À, công việc. Thì quên mất. Chúng ta chỉ cần search vào cái chữ này. C. Thì ngay tức nó sẽ yêu cầu công việc bài tập đầu tiên. Bởi vì chúng ta cái trong máy chúng ta có một cái sự ưu tiên là chúng ta những cái chữ cái đầu tiên mà chúng ta đập đầu tiên thì nó sẽ chọn nó đây. Đấy là một cái thông minh. Và khi mà em chọn nó đây thì em có thấy là cái file mà chúng ta đang chọn không? Nó có biểu tượng PS không? Đây là file gốc. File gốc này có tính năng là em có thể làm tiếp cái công việc của em hôm qua làm dở. Vì em đến công ty em làm chưa xong, ok tôi xếp lại. Thì ngày mai tôi đến tôi bật đi tôi làm tiếp. Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì tôi sẽ bật vào đây. Thì khi bật vào đây thì ngay trước em sẽ nhìn thấy cái file mà chúng ta thiết kế là vừa có layer không màu trắng, thế đó, hiểu chưa? Thì đây chính là lệnh là Ctrl O, chính là mở file. Các bạn nhìn đi, mở file. Nhìn mở file là Ctrl O chưa? Mở file có cách là đầu tiên là đi về theo đường dẫn có ổ, đi theo đường dẫn có ổ D vào với vấn đề công việc bài tập, xong rồi chọn đúng cái file đó và tích đúc lên. Thì đây cũng là cách mở file, hiểu cái này chưa? Có nghĩa là mình mở luôn cái file này để mình làm tiếp. Còn cách thứ hai là em bật Photoshop. Nhìn bật Photoshop đi ạ. Em bấm vào Ctrl O là mở file. Open mà, nhìn thấy open chưa? Ấn vào đây. Thì lúc này em lại phải chọn đến ổ computer, chọn đến ổ D, chọn đến cái gì ạ? Chọn công việc. Đã quên mất, đúng rồi, công việc bài tập. Và đến cái file này đúng không ạ? Thì em mở cũng giống nhau. Có nghĩa là mình, một là mình mở file bằng Photoshop thì bật lên. Còn hai là bạn chui vào ổ và bạn tích đúc vào nó. Cũng là cách đấy, nó chỉ có hai cách thôi, nhiều nhá. Ok. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được cái file này và chúng ta ấn open. Thì đây là chính là cách mở file. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp về cái cách tiếp theo về cách quản lý, đó là gì? Chúng ta học về cách đổ màu. Các bạn nhìn đi, cách đổ màu cho một layer. Để đổ màu được cho một layer, người ta làm thao tác như sau. Ví dụ chúng ta ấn F7, các bạn nhìn này, đổ màu nhé. Người ta sẽ có trong cái phần Photoshop, chúng ta sẽ có bên công cụ bên tay trái của chúng ta là hệ thống màu. Thì màu này chia hai dòng, đó là màu ở phía trên. Các bạn nhìn thấy màu phía trên là màu xanh này. Nó đè trên cái này không? Thì tôi gọi là màu phía trên. Còn cái ông này chui xuống dưới màu xanh thì tôi gọi là màu phía dưới. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ông ở trên thì tôi gọi là màu ở trên, ông ở dưới thì gọi là màu dưới. Vậy thì chúng ta muốn chọn được cái màu này đổ vào cái miếng màu trắng này thì chúng ta sẽ làm cái thao tác như sau, đó là am backspace. Các bạn nhìn thấy dấu cộng chưa? Gần nút home chưa? Trên bàn phím của mọi người sẽ nhìn thấy điều đấy. Lật cái máy tính lên một tí. Giữ phím an chữ BACK. Có nhìn thấy chỗ này không ạ? Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, chính xác.
Đúng rồi. Nhá, hiểu hiểu cái từ đó rồi đúng không? Thì bây giờ bạn nhìn này, tôi dẫn dẫn kim an, tôi ấn cho bạn xem thì các bạn có nhìn thấy đây là màu xanh, tôi đổ cái màu này vào đây không ạ? Gọi là đổ màu phía trên. Gọi là tôi sẽ đổ cái màu phía trên vào đây. Còn tôi muốn đổ cái màu tím hồng này. Như bạn nhìn màu tím hồng chưa? Tôi kéo đây tí xíu cho bạn thấy như màu tím hồng này chưa? Tôi muốn đổ màu này vào đây thì tôi dùng lệnh Ctrl Backspace. Nó chỉ khác nhau là an là đổ màu phía trên, Ctrl thì đổ màu phía dưới đó. Ghi kỹ đó, đóng khung này nhá, là ghi ra một cái quyển đóng khung này thì sau này nó giống không giống vậy bạn, nó phải có điểm nhấn. An Backspace là đổ màu phía trên, còn Ctrl Backspace là đổ màu phía dưới. Đó. Nó chỉ có hai loại đấy. Em không đúng cái này thì đúng cái kia mà. Nó có hai sự lựa chọn thôi. Một là đổ màu phía trên, hai là đổ màu phía dưới. Không cần phải ấn gờ, đổ luôn trực tiếp. Đúng rồi, gờ thì nó lại là chính là em chọn vào cái bình thùng sơn em đổ màu. Em hiểu không? Đổ trực tiếp luôn. Trực tiếp. Thì cái nào cũng thế mà, cuối cùng cũng chỉ đi một cái nick nào. Ông muốn đổ cái màu background là màu gì thôi. Và cái giá trị đầu tiên tôi chia sẻ cho bạn biết là cái màu background này thường thường đi liền với cái giá trị về sản phẩm. Ví dụ ông chọn màu theo sản phẩm. Các bạn nhớ chưa? Nên là về nhà nghiên cứu cho tôi màu sắc theo sản phẩm. Về nhà nghiên cứu màu sắc theo sản phẩm. Đây, em nhìn thấy đây là có màu phía trên chưa? Đây là màu phía dưới đúng không? Em muốn đổ cái màu phía dưới này vào cái khổ giấy này. Bởi vì mình đang làm với một layer đúng không? Nhìn layer này có màu trái chưa? Mình muốn đổ cái màu này vào cái này khổ giấy này thì người ta dùng lệnh là Ctrl Backspace. Có nghĩa là cái màu này nó chỉ là cái sự lựa chọn thôi em ạ. À. Em thích đổ màu phía trên hay đổ màu phía dưới tùy em. Có nhiều người bảo em không thích cái màu tím này, vậy em muốn chọn màu tím này được không? Vậy thì tôi có thể tích đúp vào đây và tôi chọn thành màu tím được không ạ? Nó có giống nhau không? Đúng rồi, như nhau. Nhưng vấn đề là tại vì là mình tận dụng mình độ lười mình cao ấy, ví dụ trên này nó có màu hồng rồi mà em lại thích cái màu này, em không muốn chọn cái này là màu tím nữa thì em đổ màu phía dưới thôi, bởi vì nó có hai lệnh mà, an là đổ màu phía trên và Ctrl là đổ màu phía dưới. Ok, nhìn này, đây là phía trên đúng không, Ctrl đổ màu phía dưới, chúng ta chỉ cần biết là Ctrl đổ phía trên, cái này đổ màu phía dưới chỉ thế thôi. Nhưng mục đích cuối cùng nó chỉ là gì, đổ màu vào chính cái background đầu tiên này thôi. Cái kết quả cuối cùng đích nó chỉ là đổ màu background thôi, hiểu không? Ok. Và cái tại sao tôi lại nói là màu sắc này liên quan đến sản phẩm thì bạn sẽ tìm về nhà tìm cho tôi là cái màu sắc theo ngũ hành, ngũ hành là theo độ tuổi đấy, để mình chọn cái màu tương sinh nó sẽ rất tốt, bởi vì có nhiều người người ta thiết kế người ta rất là quan niệm với nó. Phần thứ hai là màu sắc theo sản phẩm, ví dụ điều hòa thì chúng ta dùng màu gì, mình dùng màu như này là xấu nè, bởi vì nó bị chói quá, nó bị rực quá, và màu này gọi là màu sống, nó không có chín. Chín là phải chọn những cái màu như này, ví dụ tôi chọn dây tông là phải như này đấy, thì nó sẽ trầm đi, màu này hơi tươi, chúng ta sẽ hạ xuống thấp cho những khu vực nó hơi đen đen này. Bạn nhìn nhận màu này và màu này nó khác nhau, chúng ta dùng nó sẽ trầm hơn, các bạn hiểu cái này chưa? Và chúng ta chọn nữa cái giá trị màu nó không quá rực để nhìn cái hiển thị mắt nó dễ chịu hơn, hiểu không? Và nguyên tắc thì đây chính là giá trị mà chúng ta tạo ra background đầu tiên, background chính là lớp nền đầu tiên. Vậy lớp nền này nó có giá trị là tôn sản phẩm, thì nếu nền đậm, các bạn đầu tiên với tôi là nếu nền đậm thì cái sản phẩm nó phải là sáng đúng không? Và ngược lại, nếu sản phẩm là sáng thì nền đậm, các bạn cứ ngược lại thôi. Ok, sản phẩm là đậm ra, nền có sáng không ạ? Ví dụ bạn chọn chai rượu, đã bao giờ xem chai rượu nho chưa? Đấy, thì người ta có thể đặt trên một cái nền sáng hơn thì nó sẽ bắt mắt hơn và người ta nhìn kỹ hơn. Đấy thì nó chỉ là giá trị tương phản để rõ ràng là chúng ta nhìn phải rõ mục tiêu. Bởi vì mình trong quá trình mình thiết kế mình thấy là có nhiều bạn đặt cái màu sắc ấy, về chữ cũng đang bị gặp rất nhiều vấn đề, nó có bị trùng vào nền quá. Vậy thì tôi phải cho sáng lên bởi vì mục tiêu tôi muốn nói cái gì chứ, đúng không? Tôi giảm giá 30% mà tôi dùng nền vàng này, dùng chữ vàng nữa thì có nhìn được không ạ? Đúng chưa? Đấy là một cách tối thiểu nhất mà chúng ta cần làm. Chúng ta dùng tương phản. Vậy thì trong quá trình khi em làm thì em hãy tìm tất cả các giá trị cặp tương phản cho tôi. Hiểu tìm tương phản là gì không? Biết không? Những cái thứ sản phẩm, ví dụ như em cứ nhìn cái nát tốt của chúng ta, nó rất đơn giản ở mặt này đúng không ạ? Nhìn nó đơn giản, rất là đơn giản đúng không?
thì cái giá trị background đằng sau của nó phải là phức tạp. Bởi vì background đằng sau này nó có thể là hoàn toàn là vằn gì đó, bóng bay các kiểu ấy, thì nó sẽ tương phản giữa phức tạp và đơn giản, giữa mật và nhạt. Nên các bạn phải tìm kiếm cho tôi rất nhiều background khác nhau. Background polygon, đã là background polygon không? Là những cái hình tam giác xếp xếp nhau để chuyển màu đấy em. Chưa nhìn bao giờ. Chưa nhìn bao giờ thì phải search. Hình như anh có một cái video làm như thế. Thì anh phải giải thích tại sao mà chúng ta làm. Bởi vì là giai đoạn đầu chúng ta mới chỉ học lý thuyết thôi, mà chúng ta còn chưa thực hành, nên chúng ta sẽ thấy là cái này dường mơ hồ lắm, bởi vì là mình chưa đi làm mà. Nhưng không sao, chúng ta cứ dần dần lại. Những cái nào chúng ta cứ để giống như dạng này, để đầu chờ đấy, để bao giờ vào thiết kế thì chúng ta đây, ví dụ B, C, B. Đây, ví dụ Comatic là giá trị là B, mỹ phẩm. Nhìn nào, bản sắc ra là này. Và tôi chọn giáo Polygon, nhìn nào. Em nhìn này, sau khi search ở đây em chọn là hình ảnh cho tôi, thì đây chính là Polygon này. Nhìn lên tam giác chưa? Thì đây là những cái dạng gồ kỳ. Thì cái giá trị của em nó sẽ nhẵn. Chọn sản phẩm này nhẵn thì nó sẽ rất là dễ chịu, bởi vì tương phản giữa nhẵn và sần mà. Hiểu cái này chưa? Ok, phần thứ hai, các bạn cần lưu ý là trong quy trình khi bạn search, bạn hãy chọn cho tôi một giá trị nữa là chọn vào công cụ của phần search. Nhìn công cụ phần search nhá. Phần thứ hai nữa thì khiến vào công cụ nó sẽ có hiển thị cho em tất cả những giá trị mà em chọn lựa. Thì trong phần này nó phần kích thước, thì em phải nhất thiết là chọn kích thước lớn. Không bao giờ được chọn kích thước mọi kích thước, bởi vì sao, nó sẽ có kích thước bé. Mà khi làm thiết kế thì chúng ta phải chọn càng to càng tốt. Ví dụ gì qua em nhìn nha, 1920 x 1000 thì cái này đủ sức để mà thiết kế được. Còn em mà chọn khoảng 200-300 thì em vẫn đi mờ tỉ và không làm được đâu. Trừ trường hợp em làm nền mờ thì ok, còn cái nền mà rõ nét này thì không được. Cái này có thể làm cho công nghệ thông tin được. Có nhìn thấy không ạ? Nó giống như các vi mạch chạy ánh sáng phát ra. Đấy thì các bạn nên lưu ý mình chọn cái gì. Còn nhiều lúc nhiều người người ta search chung chung như này, có thấy tạp nhau không? Nhiều đúng không? Có những cái background nó là hình cụ thể, nhưng có những cái background nó chính là ảnh luôn, thiên nhiên. Ví dụ em có thấy là khi người ta quảng cáo rồng ở đầu không, thì người ta đứng trước thác nước. Ok, vậy thì đấy là background. Background có thể là dạng gì? Dạng màu, dạng chất liệu. Nhưng background có thể là dạng gì? Ảnh thật. Biết ảnh thật không ạ? Đó. Vậy thì em phải về nhà em phải kiếm rất nhiều loại background khác nhau. Background nào? Chất liệu. Đây chất liệu đây. Chất liệu đây. Đây cũng chỉ là chất liệu thôi. Nhưng có những cái nó phải là cả. Ví dụ em làm một cái backdrop cho một cái cục đô ô tô ở Lào Cai. Thì tất nhiên là cục đô ô tô ai chỉ biết là có cái ô tô. Nhưng mà tôi không biết là tổ chức đâu cả. Vậy thì tôi đưa luôn cái hình ảnh của Lào Cai vào. Thì người ta nhìn biết ngay, cái này diễn đàn Lào Cai mà không cần phải nói chữ, người đã biết. Vậy thì cái backdrop đấy thì nó phải là cái gì? Nếu background đấy nó phải là ảnh thật. Các bạn hiểu cái này chưa? Thiết kế nó chỉ đơn giản như vậy thôi đấy. Nhưng làm đẹp hay không thì không đơn giản. Không đơn giản như chúng ta nói đúng không ạ? Ok. Vậy thì bạn biết đổ màu đúng không? Xong chưa? Bây giờ tôi sẽ dạy cho bạn chiêu thức thứ hai, đó là gì? Cách tạo layer. Bắt đầu chúng ta tăng độ phức tạp một tí. Cách tạo layer. Tại sao phải tạo layer? Thì như tôi đã nói cho bạn giai đoạn đầu rồi, đó là gì? Photoshop được quản lý dưới các dạng layer khác nhau. Đây là layer nơi không, được gọi là background, là lớp nền đầu tiên. Nhưng tôi muốn là layer thứ hai, nó phải là một đối tượng mới, nó có sản phẩm mới trên đó, thì tôi phải ấn vào đây. Các bạn nhìn cái biểu tượng này chưa? New layer. Nhìn này, click này. Nhá, bạn ấn biểu tượng này cho tôi. Có những người thì chúng ta bảo là anh ơi chữ này chữ gì cần quá gì, em chúng ta là họa sĩ mà, chúng ta có hai cách ghi. Một em ghi lại đúng bằng biểu tượng đó, bằng cách vẽ, em vẽ được cái đó không ạ? Ok, thế thôi. Hồi xưa tôi thấy một đồng chí vẽ đấy, vẽ cực kỳ kỹ cái này luôn mà nó kỹ lắm. Nó mới nhìn tôi làm, sau đó nó ghi lại cái biểu tượng này. Ok, nó chỉ cần đánh dấu là cái này tạo layer là nó về nhà nó nhìn mỗi cái đấy là thằng đấy. Các bạn có nhìn thấy tất cả biểu tượng này, cái thằng này có giống thằng này không? Có khác không? Nó vẽ cực kỳ chuẩn, bởi vì những cái đội làm phần mềm đã nghiên cứu quá kỹ về mặt icon. Đây là icon đấy, khóa, nhìn thấy không?
Ok, thì bạn nhìn tượng ở đây thì nó ngay trước tạm này. Nhìn đây thôi chưa? Phần nêu này, các bạn mới nhìn thấy biểu tượng là nó có cái ô vuông ghi và ô vuông trắng nó đan xen nhau ạ. Nó báo hiệu cho bạn biết là cái nêu này đang transparent, là không có một thứ gì trên nó. Bạn hiểu ạ? Và chúng ta lại luyện tập lại một chút xíu là tôi muốn chọn một cái màu khác. Ok, tôi chọn một cái màu xanh. Nhìn thấy sao màu xanh chưa? Chúng ta dùng A, Back, Play là đổ màu phía trên. À, chúng ta nhắc hai ba lần gì chúng ta nhớ thôi mà. Hiểu ok, tôi lại có màu xanh đúng không ạ? Tôi lại lật ra một layer mới nữa, tôi lại chọn một cái màu đó là màu vàng. A, Back, Play là đổ màu phía trên. Thì các bạn hứa đi ba màu của ba layer không ạ? Chói không ạ? Bởi vì các bạn nhớ một điều rằng khi dùng màu sắc nó có giá trị tương tác của chính hiển thị thị giác của các bạn, nên bạn sẽ có cảm xúc. Ví dụ tôi dùng màu đỏ chắc chắn bạn thấy ùn lắm quá bởi vì chúng đang hơi lạnh. Red, bạn đọc trong này mới, bạn sẽ chọn cho tôi một cái màu đỏ nên cái giá trị màu bạn phải nghiên cứu. Nhìn đi chưa, nó có cảm xúc không ạ? Bạn thấy khó chịu, bạn thấy thế nào? Vậy thì chúng ta muốn có sự khó chịu hay không, hay chúng ta muốn sự hiền hòa dịu dàng không, thì nó liên quan sắc tố của màu sắc. Vậy thì màu sắc chúng ta nghiên cứu về sắc thái tình cảm của nó đúng không ạ? Cái gì tượng trưng cho nhiệt huyết, cái gì tượng trưng cho tình yêu, cái gì tượng trưng, bạn tìm hiểu hết cho tôi. Bởi vì như thế thì đôi lúc chúng ta đi nói chuyện khách hàng nó sẽ tương tác cực kỳ tốt. Bạn hiểu này chưa? Rồi, sau khi làm xong này các bạn đồng ý tôi là tôi có 4 layer không ạ? 1, 2, 3, 4. Và mỗi một layer này một đối tượng khác nhau. Layer 0 thì lại là màu tím, layer thứ 2 là màu xanh lá cây, layer thứ 3 là màu vàng và layer thứ 4 là màu đỏ. Đồng ý chưa? Nhưng khi mà tôi làm sai một cái layer nào đó mà tôi muốn xóa nó đi thì sao? Thì bạn hãy chọn vào đúng layer đó cho tôi. Ví dụ tôi muốn chọn layer 3, tôi không muốn nó là màu đỏ nữa bởi vì tôi khó chịu quá. Các bạn thấy khó chịu không ạ? Thì tôi chọn vào layer 3. Nhìn đúng không ạ? Nhìn thấy layer 3 chưa? Bạn muốn xóa layer nào thì bạn chọn vào layer đó cho tôi và ấn vào nút đen nete. Tùy không, tùy chưa. Đen nete biết chưa? Rồi ấn nút đen nete thôi. Ấn nút đen nete. Nào thử nhá. Ghi rõ từ đó và đóng khung lại. Nào nhìn này. Nếu màu đỏ không thích ấn nút đen nete thì các bạn có thể bị mất ạ. Nhìn chưa? Cách thứ hai, nếu mà chúng ta không muốn ấn nút đen nete thì các bạn có nhìn thấy biểu tượng thùng rác trong bản layer không ạ? Có nghĩa là bạn đang chọn layer 3 mà bạn muốn xóa layer 3 này thì bạn phải ấn vào thùng rác. Thùng rác là để lên nơi gì? Xóa đúng không? Ok, ấn vào đây. Và người ta yêu cầu bạn là em ơi, em có xóa layer này không? Nếu em đồng ý thì em ấn vào yes. Còn nếu em không đồng ý thì em ấn vào no. Biết không ạ? Ok, yes thôi. Hiểu chưa? Rồi, muốn xóa này đúng không ạ? Xóa đi em. Muốn xóa này không? Xóa đi em. Nhưng mà thường thường anh không bao giờ ấn vào đây bởi vì nó lâu lắm. Phải ấn vào đây, anh ấn nút đen này tèo, phát ấn vào xong. Xóa không cần phải hỏi. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta lập ra một nail mới. Chúng ta đổ một cái màu đỏ bằng an. Bắt vầy. Tôi lập ra một cái nail mới nữa, tôi sẽ chọn một cái màu nữa. Tôi sẽ chọn ra màu xanh. Tôi lập ra một nail mới nữa, tôi lại chọn vào an spike bay. Các bạn thấy nhà tôi sẽ nè nha. Và tất nhiên có 4 layer không ạ? Nào, và công cụ đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là công cụ phím V. Các bạn nhìn đi, công cụ phím V. Công cụ phím V nó có tác dụng như sau. Chọn đối tượng. Em nhớ nhé, có tính năng chọn đối tượng. Dịch chuyển đối tượng. Đấy, tạm thời là chúng ta hiểu về cái giá trị đầu tiên là sơ khai của cái cùng viên là như vậy đã. Sau đó thì chúng ta sẽ bổ sung sau trong quy trình mà chúng ta học tiếp. Nhìn này, thì các bạn nhìn thấy cùng V chưa? Đi qua này, nó sẽ có biểu tượng là mò tui, dịch chuyển. Thì nhìn này, tôi muốn chọn cái màu vàng, tôi sẽ dịch chuyển là màu vàng. Có nhìn thấy màu vàng chưa? Tôi đang chọn layer màu gì? Có nhìn thấy màu vàng không? Tôi mới dịch chuyển được nó. Ok, bây giờ tôi muốn chọn cái màu xanh lá cây hoặc là màu xanh nam thì tôi phải chuyển tích về đây. Nhưng mà bạn dịch chuyển thì bạn thấy là bạn có nhìn thấy điều gì xảy ra không ạ? Lý do? Ở dưới. Bởi vì nó ở phía dưới đúng không?
Chính xác chưa? Vậy bây giờ tôi sẽ làm cho bạn xem nhá. Tôi chọn màu vàng, tôi dịch chuyển xuống dưới một chút xíu. Sau đó tôi chọn màu xanh, tôi dịch chuyển xuống chút xíu. Thì ok, bạn nhìn thấy rõ rồi đúng không? Rồi, tiếp theo tôi muốn chọn màu đỏ sao? Thì có phải chọn màu đỏ không ạ? Ok, lại dịch chuyển tiếp. Và cuối cùng em muốn chọn màu tím thì em kéo nhảy đúng không? Chính xác chưa? Vậy thì bạn muốn chọn layer nào thì bạn phải tích vào layer nó là điều chắc chắn. Nhưng sau này có 1000 layer sao? Có 1000000 layer sao? Và có nhiều layer nữa thì sao? Thì chúng ta sẽ không nhớ nổi nó là thằng nào ạ? Bởi vì các bạn nhớ một điều, nó dài, nó dọc này, chúng ta biết nó là ai đâu. Nên chúng ta sẽ có cách là chọn một cách nhanh nhất. Các bạn nhìn đi, cách chọn nhanh nhất đối với layer như sau. Cách 1. Các bạn nhìn này, cách 1. Khi mà các bạn ở cái giá trị là màu vàng nhé, các bạn nhìn này, màu vàng này, không nhất thiết chúng ta phải tích màu vàng chứ dịch chuyển như này đâu, mà em tích ra ngoài màu vàng thì nó vẫn dịch chuyển. Bởi vì tôi đang chỉ chọn mỗi layer màu vàng mà. Có hiểu này không ạ? Có nhiều bạn phải tích màu vàng dịch chuyển nó không? Tôi tích ngoài vẫn dịch chuyển được. Bởi vì chúng ta chọn trên layer gì? Ok. Vậy cách chọn này, bạn muốn chọn vào layer nào thì bạn dùng công cụ V và chuột phải vào đối tượng của layer đó. Nhìn nhá, nhìn nhá. Để muốn chọn layer nào thì bạn phải chọn vào phím V và chuột phải vào đối tượng của layer đó. Nhìn không? Trong đây có nhiều layer không ạ? Layer 0, layer 1, layer 2 và layer 3 không ạ? Tôi muốn chọn layer màu vàng thì tôi chuột phải vào nó. Thì ngay lập tức nó sẽ xuất hiện cho các bạn một cái bảng. Cái bảng này nó có giá trị là layer 3, layer 2, layer 0. Đúng không ạ? Và tôi thường thường chọn là layer đầu tiên. Layer đầu tiên chính là layer của nó. Nhìn nhá. Chuột phải, chọn layer đó. Những cái bài học đầu tiên là bài mà chúng ta chuẩn bị nồi niêu xoong chảo. Còn đến bài thứ 2, đến bài thứ 3 thì bắt đầu chúng ta làm liên quan đến thực tế rồi. Nên là các bạn về nhà chắc mà sẽ phải tìm tư liệu để tôi có thể dạy cho bạn về buổi sau là thiết kế liên quan rồi đấy. Dạy thiết kế luôn. Và làm luôn sản phẩm chứ không phải để chờ đến buổi thứ 5, buổi thứ 6 đâu. Tôi là dạy là làm để làm thực tế chứ không phải lý thuyết nữa. Nhưng cái giá trị là đầu tiên bạn muốn nấu lẩu thì bạn phải chuẩn bị nồi niêu xoong chảo, rau cỏ các kiểu và lửa hết đi. Xong bây giờ chúng ta chỉ nấu thôi. Nào, chúng ta chọn vào layer 3. Các bạn nhìn layer 3 chưa? Bạn muốn chọn màu xanh, bạn chuột phải vào và nó và chuột chọn vào layer đó. Nhìn đúng không ạ? Và bạn muốn chọn màu đỏ, chuột phải lại chọn vào nó. Chuẩn đúng không ạ? Hiểu cách chọn chưa? Vậy thì bạn lấy chuột phải vào nó thì bạn sẽ chọn nó. Đây là cách chọn đầu tiên. Cách chọn số 2. Cách chọn số 2. Chúng ta sẽ có chữ auto select. Các bạn nhìn chữ auto select ạ. Auto select là giá trị chọn tự động. Cái gì? Các bạn hãy thấy là auto đi. Cho nó auto đi là tự động đi. Ok. Thì bạn sẽ tích vào đây thôi. Khi tích vào đây nó có một tính năng rất hay, đó là bạn tích vào cái màu xanh. Nhìn đấy. Không cần phải chuột vải đâu mà tích màu xanh thì ngay tức là tự nhảy màu xanh này, nhìn nhá. Thì lúc này tôi dịch chuyển màu xanh nữa. Bạn muốn tích màu vàng không? Tích màu vàng tự nhảy màu vàng ấy. Đó, lại dịch chuyển màu vàng. Tích màu đỏ, tích vào màu đỏ, nhưng dịch chuyển màu đỏ nữa. Đấy, thì cái này auto select này nó có một cái này sướng hơn tí nè, em cứ tích vào cái gì là chọn cái đó. Nhưng cái này là sẽ rất là dở trong quá trình em chọn 2-3 đối tượng với nhau thì lại cực kỳ khoai. Thì cái việc ấy tôi sẽ nói về sau, và cũng có thể là trong quy trình mà chúng ta làm việc chúng ta biết là cái auto select này nó hay chỉ với những đối tượng đơn thôi. Đối tượng đơn thì làm cực kỳ thích, nhưng mà đối tượng trong group ấy là các bạn sẽ thấy cực kỳ mệt phải không nào. Mình muốn chọn hàng ngày nhưng mà mình quét toàn thể dính múa dưới rồi. Hoặc là chọn lưu ở dưới thì lại không phải chọn cách mình muốn. Loại trừ nó thì tất nhiên loại trừ được thôi, nhưng mà rất vả. Nên các bạn nhớ là bỏ cái giá trị auto select đi. Hiểu cái auto select chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ dạy bạn tiếp theo một giá trị nữa, đó là cách chọn bằng công cụ phím Ctrl. Các bạn ghi đi, cách chọn số 3 dùng Ctrl. Nhìn này, các bạn có thấy là đồng ý với tôi đang ở nơi màu đỏ không ạ? Thì tôi đồng nghĩa tôi dịch chuyển được màu đỏ đúng không ạ? Chính xác chưa? Thì các bạn nhìn tôi ấn phím Ctrl. Tôi thích layer nào thì tôi sẽ tích vào layer đó. Ví dụ tôi thích màu vàng tôi tích nhỉ, giữ Ctrl, tích màu vàng, chọn màu vàng. Tôi thích màu xanh, giữ Ctrl, tích màu xanh, sẽ chọn màu. Tôi thích màu tím, giữ Ctrl, tích màu tím, sẽ được chọn màu tím. Bạn có hiểu cái điều không ạ? Quay là giữ Ctrl và tích vào cái hình nào thì nó sẽ chọn được hình của layer đấy. Đúng rồi, bởi vì như này, sau khi mà các bạn ghi xong thì các bạn để ý lên trên màn hình cho tôi một tí xíu thôi. Đó là các bạn nhìn tôi ấn Ctrl nhé, tôi để chuột ở đây nhìn gì ạ? Ấn Ctrl này,
các bạn có nhìn thấy ở góc màn hình chúng auto này tự nhiên nó sẽ tự tích vào. Bung control ra thì lại không có nữa, nhưng ấn control thì lại tự tích vào. Vậy thì có nghĩa là cái phím control nó chính là auto select tạm thời. Bạn ấn thì nó chọn, còn không ấn thì nó không chọn nữa. Giữ control thì chính là auto select tạm thời đấy. Tôi nói tạm thời bởi vì là tôi buông ra thì nó không có mà. Hiểu chưa? Nhìn này, control này, buông control, control này, buông control. Hiểu cái này chưa? Ok. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu về cách chọn đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đến một giá trị nữa tôi muốn chia sẻ với bạn, đó là opacity. Các bạn ghi đi, opacity của đối tượng hay được gọi là trong mờ của đối tượng trên mạng layer. Mọi người có nhìn thấy cái chữ opacity đây không ạ? Opacity đây là độ trong mở của đối tượng. Vậy ví dụ tôi chọn màu vàng, các bạn nhìn chọn màu vàng chưa? Tôi để opacity bằng 50 thì các bạn có thấy nó bị mờ đi không ạ? Tôi để 70 rõ hơn, tôi để 100 nó sẽ làm sao? Rõ nhất có thể đúng không ạ? Tôi để bằng 0 thì sao ạ? Mất, bởi vì sao? Opacity là gần như là không nhìn thấy gì đúng không ạ? Ok, vậy thì đây chính là độ trong mở của đối tượng. Có nhìn này không ạ? Vậy thì cái lệnh opacity nó tương thích một cái giá trị nữa là số trên bàn phím của các bạn. Tương thích cái số trên bàn phím của bạn. Ví dụ, bạn có nhìn màu vàng không ạ? Bạn muốn opacity bằng 50%, bạn chỉ cần ấn số 5 trên bàn phím thì nó sẽ là opacity bằng bao nhiêu? Bạn muốn số 3 thì sao? Bạn số 3. Bạn muốn số 2 thì ấn số 2. Bạn muốn số 7 là sẽ là 80% gì nè. Ấn số 80%, ấn số 9 là 90%. Chúng ta chỉ cần ấn số trên bàn phím thì cái opacity sẽ tự nhận theo. Thì cái này nó sẽ tốt hơn so với inut, là inut lại phải ngồi gõ hoặc cầm thanh gạt ra hoặc ấn xuống mà sổ xuống mà chọn 50 hay 40. Cái này không, ấn nó muốn được số luôn. Thì tôi nghĩ là sau khi mà bản CC 2019 thì nó sẽ có tính năng này. Bởi vì gần như là dần dần nó sẽ update, gần như là bắt đầu chương trình nó bắt đầu làm gì nó tiện, đúng không ạ? Nào, hiểu cái opacity chưa? Nhìn nhá, chọn màu vàng ấn số 5 sẽ 50%, ấn số 6 là 60%, ấn số 80%. Nhưng có nhiều bạn em thích 56% cơ, em ấn số 56. Nhìn em số 56 vẫn đẹp chưa? Em ấn 34, nó vẫn là 34%. Vậy thì không phải là chỉ đơn giản là số 5 không, mà chúng ta có thể ấn số khác được. Chuyển cái phần opacity nhìn chưa? Rồi, vậy tôi ấn số 5. Trong quy trình đó thì tôi lại chọn là màu xanh, tôi ấn số 5. Bạn nhìn lên tự nhiên nó sẽ trong suốt vậy. Nó có tính năng cộng màu này, nhìn này. Bạn nhìn thấy không? Ok, sau đó tôi chọn màu đỏ, tôi ấn vào opacity bằng 5. Các bạn nhìn này chưa? Thì các bạn nhớ một điều rằng trong quy trình khi thiết kế người ta cũng dùng một cái màu này để vẽ thiết kế được. Bạn cần đặt một cái sản phẩm bản ok đúng không? Kiểu này nhá. Ví dụ, tôi thích một cái background mà nó không phải theo kiểu dạng như không giống ai cả. Tôi thích như thế này. Thì sao? Thì tôi chỉ cần ấn như này nhỉ. Các bạn còn nhớ là lúc vừa rồi tôi ấn và dạy cho bạn đó là Cantonal không ạ? Cantonal có tác dụng gì nhỉ? Mở file, file gì? File gì? À, file mà chúng ta đang làm dở đúng không? Thì cái Cantonal nó còn tính năng nữa là chúng ta có thể mở file ảnh. Các bạn hiểu chưa? Mở file ảnh để làm gì? Để chúng ta lấy cảnh đi sang các bạn thiết kế này chúng ta thiết kế mà. Đúng chưa? Ok, vậy chúng ta có thể ấn vào Cantonal mở file ảnh, nhìn file ảnh chưa? Thì lúc này tôi sẽ chọn đến ổ gì? Ổ em. Chúng ta chọn đến gì? Span. Thì bên này chúng ta chọn span. Và trong phần chúng ta chọn phép 3 đi. V. Và sau khi có phép 3 thì bạn kéo xuống. Thì các bạn lưu ý này, đây là một cái thứ mà chúng ta có thể kiếm được trên mạng một cách rất là đơn giản, đó là ảnh PNG. Bạn biết ảnh PNG không ạ? Có. Ảnh PNG, nhưng lên trên mạng search ảnh PNG thì tự nhiên nó sẽ ảnh nó không có nền. Nó giống như này này. Logo PNG. Kiểu PNG chưa? Ấn enter. Thì các bạn sẽ thấy rằng khi tôi tích vào đây nha, từ từ xem cái này có đúng không. Cho nó chạy một chút xíu là 1220 mấy này.
nếu nó cái chỗ này là màu trắng thì không phải là để trong suốt này, em nhìn trong suốt này nhá. Cái này trong suốt bạn lưu về thì bạn kéo sang thì nó không cần không có nền luôn. Nó chỉ có mỗi cái logo này thôi. Hiểu cái này nhá, PNG là những cái ảnh mà đã được cắt sẵn rồi. Và mình chỉ việc cầm cái đối tượng đó mang vào thiết kế thôi, không cần phải làm gì hết. Hiểu không ạ? PNG là trong suốt. Nếu bạn nào chưa có khái niệm đấy, về nhà search cho tôi PNG và kéo vào Photoshop để xem, để cho chúng ta có cái kiến thức đi lại. Bởi vì tôi làm cho bạn biết là có nhiều người là chúng ta gần như là mình không bao giờ có kiến thức về máy tính này. Em chạm vào máy rồi tôi nhiều lít đó. Nhưng mà không sao, chúng ta cứ làm quen dần dần đi. Những cái cơ bản sơ hữu nhất chúng ta cũng phải làm quen hết. Thì lúc này tôi có một cái vector bằng pha PNG giống như đấy, thì tôi ấn open. Thì các bạn nhìn này, tôi ấn open để bạn nhìn thấy cái này trong suốt ạ. Nó giống như cái vừa rồi tôi cho bạn xem, và vừa rồi tôi search logo ạ. Nó bị chấm 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 này. Thì ở đây trong cái phần giao diện của cái làng Photoshop ấy, nó có một tính năng rất là hay. Đó là xem các file mà chúng ta thiết kế ở dưới dạng là xếp hàng ngang. Có nghĩa là ở đây các bạn có nhìn thấy file này là file số 1 không ạ? Nhìn ở đây nó có tab chưa? Tab 1 là có file thiết kế chúng ta làm. Tab 2 là cái ảnh mà chúng ta vừa mở. Nó có hai file nhá. Vậy chúng ta muốn xem cùng một lúc cả hai. Thì ở đây người ta có biểu tượng Windows, người ta chọn là AG và chúng ta chọn đây là xem chế độ giao diện ở dạng nhiều file cùng lúc. Các bạn nghĩ đi. Cách xem giao diện. Đấy nha. Đầu tiên chúng ta chỉ cần đặt một cái màu trong một cái background bình thường, sau đó chúng ta chỉ cần kéo cái file mà nó có sẵn rồi thì nó trở thành thiết kế luôn. Bởi vì chúng ta chỉ thiếu một thứ đó là chữ và logo đã xong rồi. Nhìn này chưa? Cái này là dạng đôi, có nhìn thấy dạng đôi không ạ? Cái này có dạng mấy ạ? Ba. Cái này ba ngang, ba dọc. Cái này dạng ba, như này theo xếp là bên tay trái là to và trên nhỏ. 4, 6. Vậy tôi chọn dạng 2 cho bạn dễ nhìn, bởi vì tôi đang mở 2. Ok, nhìn này, chọn ở đây. Các bạn có thấy là hai file chúng ta nằm ngang nhau ạ? Đây là file thiết kế chúng ta đây. Còn đây là file gì đây? Đây. Thì các bạn đồng ý với tôi là cái file, cái công cụ phím V là có tính năng là dịch chuyển và di chuyển đối tượng không ạ? Vậy thì ngoài tính năng dịch chuyển như này, tôi có thể dịch chuyển là cầm cả cái file này, nó kéo sang file này được không? À, vậy thì chúng ta phải ghi kỹ hơn chút xíu này. Tính năng phím V có tính năng là dịch chuyển đối tượng từ file này chuyển sang file khác nữa. Ok, các bạn ghi từ đó lại cho tôi. Đây tôi đang mở file, hai file cho bạn nhé. Mình có một cái file ở đấy không? Mình kéo trực tiếp vào cái này, phần nên nó có ảnh hưởng gì? Ha, bởi vì đến đây em học cái Smart Object thì anh mới giải thích được cái việc đấy. Bởi vì chưa đến đoạn đấy, tôi sẽ giải thích hết. Không thiếu một thứ gì luôn. Nhìn này, các bạn nhìn thấy kéo này chưa? Nhìn tôi kéo quá này, kéo hết sang bên này ra. Sang bên này. Thì các bạn có nhìn thấy dấu cộng không? Nhìn dấu cộng mới là chuột chưa? À vậy có nghĩa là chúng ta đã kéo cái hình nó thành công, là kéo từ file này sang file khác rồi đấy. File này là thiết kế, à file này là file ảnh và file này là thiết kế kéo sang đây. Em có nhìn thấy hình này không ạ? Và khi kéo sang thì nó bị xảy ra một vấn đề, đó là cái ảnh của chúng ta đang nằm ở dưới cái màu xanh và trên cái màu đỏ và trên cái màu tím, nhưng lại dưới hai layer đó là màu xanh và màu gì? Màu vàng. Có thấy màu vàng không? Mà mục tiêu của chúng ta là cho lên trên hay xuống dưới ạ? Cho lên trên thì mới nhìn được cái sản phẩm của em đúng không ạ? Ok, vậy lúc này tôi sẽ chọn về giá trị Windows. Cái vừa rồi tôi cho bạn xem là cái giá trị cửa sổ nhé, để cho bạn biết là chúng ta kéo cái hình này sang cho dễ thôi, về công cụ phim V. Nhưng bây giờ tôi trở về dạng một màn hình được không ạ? Nhìn này, thì có phải nó chỉ có file này không ạ? Và bây giờ sau khi mà kéo sang thì nó bị xảy ra vấn đề là cái hình của tôi đang bị dưới. Nhưng tôi mới dạy cho bạn chiêu thức là cách cho lên trên và xuống dưới của một layer hay là nhiều layer. Các bạn ghi xong phần này chưa? Chúng ta sẽ nghỉ và thực tập làm đúng bài này thôi. Nào, okay. Nào các bạn ghi đi. Cách cho lên trên và xuống dưới một layer. Cái này rất đơn giản. Các bạn nhìn này. Bạn nào chưa có máy thì có thể lên ngồi máy của mình và thực hành luôn. Còn bạn nào có máy thì chúng ta sẽ học nhóm. Em hiểu như kiểu học nhóm nhỉ? Hai đứa một nhóm. Đứa này phải nói cho đứa kia. Đứa này làm xong rồi thì lại ra thì ông này phải nhắc nó ngược lại. Thì như vậy chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Chứ đừng bao giờ dùng vào chủ nghĩa cá nhân nhé. Một đứa là chết đấy. Đúng không ạ? Nào các bạn nhìn này. Các bạn lúc này các bạn có đồng ý với tôi là có layer 0, layer 1, layer 4, layer 2 và layer 3 không ạ? Bạn muốn cho cái layer 4 này lên trên
một layer là có lên trên cái màu xanh không? Bạn cầm cái layer đó kéo lên trên, nhìn cái lên trên ạ, bùng trên này, thấy lên trên rồi một layer chưa? Bạn muốn cho dưới bạn cầm lên, bạn kéo xuống dưới, chừng nào xuất hiện cái dấu gạch ngang này nhìn chưa? Nhìn dấu gạch ngang chưa? Kéo xuống phát là có xuất hiện dấu ngang, chúng bạn thành công. Chỉ đơn giản như vậy thôi. À vậy thì tôi sẽ cho lên trên từng cái một, từng kéo lên trên nữa thì có phải lên trên cùng không? Cái này em có thấy là trở thành bạn thiết kế chưa? Và cái này chúng ta có thể đặt tách quyền chỗ này được không ạ? Nhưng tách chúng ta chưa có học mà. Nhưng ít nhất chúng ta làm opacity xong chúng ta đặt một sản phẩm vào thì đã thành một cái banner rồi, cũng thành một cái thiết kế rồi, đúng không ạ? Vậy chỗ này có thể để bộ số để chúng ta thiết kế lịch cho vector được không ạ? Đúng không? Em có biết bộ số mà. Nên trên mạng search bộ số. Rất đơn giản bộ số. Nha. K nên Canada 2018. Đây là thể loại lười nhất này. Tôi nói cho bạn biết luôn. Ví dụ tích vào đây nhá. Nhìn này chưa? Nhìn cái này chưa? Bạn search phát nó có ảnh sẵn không? Chuột phải. Chuột phải vào nó thì em sẽ có giá trị đó là lưu cảnh nó lại. Cái giá trị thứ hai là copy luôn trực tiếp trên trên mạng luôn mà không cần lưu về, bởi vì lưu về thì sợ là cái ổ chúng ta sẽ bị chặt. Chúng ta copy luôn để sao chép hình ảnh và sang bên Photoshop đúng không ạ? Chúng ta ấn vào Ctrl V được không ạ? Ctrl V nhé, Ctrl V là paste vào đúng không? Chúng ta vừa copy rồi thì chúng ta ấn vào Ctrl V thôi thì bạn mới nhìn thấy ảnh to không ạ? Nhìn chưa? Thì cái đoạn này các bạn đừng để ý vội, bởi vì hôm nay tôi chưa dạy đến phần này thì tôi nói là tại sao bên này có thể đặt bộ số thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Ctrl T tôi đã thu nhỏ cái đoạn này. Đây là bộ số để người ta làm mình cho chính người ta này. Vậy thì cái xe máy này có thể là cháu bạn được không? Em về em cắt một cái người cháu của bạn ra. Ok, vậy thì nó có thể một cái tivi được không ạ? Nó có thể một cái mỹ phẩm trang sức hoặc một cô gái được không ạ? Đây, ví dụ tôi đặt nhỉ. Được chưa? Và sau khi đặt xong tôi chỉ cần loại trừ cái màu xanh này rất là đơn giản, màu trắng này rất đơn giản, mà cách tôi chọn vào layer đó, chọn vào multi. Multi không, đoạn này chưa có dạy. Như đây chỉ ví dụ là bên này là ảnh và bên này text thôi. Còn đằng nào tôi cũng phải dạy cái phần đấy mà. Tôi sẽ dạy kỹ phần đấy. Nhưng tôi đang ví dụ cho bạn biết là sau này chúng ta sẽ tiến đến những cái mức là phải làm sản phẩm đến dần nữa. Đúng không? Chứ không phải chúng ta nói chay nhá. Ok, tôi sẽ đi. Đây, chúng ta mới đẹp cái này đúng không? Hiểu cái này nhà cho lên trên và xuống dưới một layer chưa? Thì người ta sẽ có lệnh như sau, đó là Ctrl ngoặc vuông bên tay trái là xuống dưới một layer mà không cần phải kéo. Vừa tôi kéo cho bạn xem đúng không? Ctrl ngoặc vuông bên tay trái. Ctrl ngoặc vuông là chính là cái biểu tượng là chữ P này. Các bạn nhìn chữ P này không? Ngoặc vuông đây. Đấy, đây là nhiều lúc tôi phải nói là ngoặc vuông gần chữ P. Thì các bạn mới định vị tại cái vị trí của các bạn rồi, chứ nhiều người chẳng hiểu ngoặc vuông là gì cả luôn đấy. Tôi sẽ nói ngoặc vuông như vậy. Nào, ngoặc vuông bên tay trái xuống dưới một layer, xuống dưới một nữa thì có phải là xuống dưới tất cả không ạ? Ctrl ngoặc vuông bên tay phải để lên trên một layer. Thấy lên trên chưa? Vậy chúng ta cũng cần cầm cái này kéo lên trên xuống dưới không ạ? Hiểu cái này chưa? Bây giờ chúng ta lại có thêm một cái này nữa mà chúng ta cần ghi, đó là chúng ta dùng vừa rồi là Ctrl rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta dùng cái tổ phím tiếp theo, đó là Ctrl Shift. Bạn biết Ctrl Shift không? Ctrl Shift là cho lên trên và xuống dưới tất cả. Một phát xuống dưới là một vuông, bên tay trái là xuống dưới tất cả các layer. Ok. Nhưng Ctrl Shift hoặc vuông tay phải lên trên tất cả các layer. Ctrl Shift là tạo là layer đó. À ok. Hiểu do duyệt ảnh danh hồ sơ anh cũng có dùng cái đó thì mình biết là mình có bao nhiêu view á. Ok, nhìn thế này chưa? Ctrl Shift hoặc vuông bên tay trái xuống dưới tất cả, và Ctrl Shift hoặc vuông bên tay phải lên trên tất cả. Vậy thì ở đây nó chỉ có hai lựa chọn thôi, một là xuống dưới, hai lên trên. Nên là bạn bị trượt thì bạn chỉ cần ấn hai lần là bạn biết là bạn đúng rồi, bạn sẽ đúng là kinh nghiệm. Nó chỉ có lên trên xuống dưới chứ làm gì có đoạn ở giữa đâu, đúng không? Cho xuống ở giữa còn lâu không biết, bởi vì không có lạnh đấy nha bạn nhé. Em đố em mà làm phát ở cái nơi này mà nhảy phát từ xuống xuống giữa thì chúng ta này này tôi chịu. Có thể làm được không? Chọn đây nơi 2 giữ ship, chọn về nơi 3 cho nên trên tất cả đúng không? Thôi ok, cái phần đấy mình sau, mình cứ đi từ cơ bản đã. Còn tất nhiên là cái biến hóa, tại vì cái đấy là tôi đang làm cho bạn là dựa trên kinh nghiệm quản lý layer của tôi thôi.
có nghĩa là tôi quá hiểu nó để tôi có thể cho lên. Nếu ông này không cần phải nhất thiết phải cho ông cái này ông lên trên, vậy thì tôi cho tất cả ông này lên trên thì có phải ông phải tự xuống dưới không ạ? Không khác gì nhau đâu ạ, hiểu chưa? Ok, vậy thì bạn quản lý được như này chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ dừng lại phần này, đó là phần chỉ có liên quan đến phần gì, mở file đúng không? Ok, tôi sẽ tổng hợp lại một lần nữa cho các bạn nhớ hơn. Nào, đầu tiên giá trị đầu tiên, giá trị đầu tiên là bạn hãy mở file là phải đặt tên đúng không? Phần thứ hai là phải đặt kích thước đúng không? Bây giờ mình còn không quan tâm đến cái này nữa, mình chỉ cần quan tâm đến kích thước thôi. Kích thước chia làm 3 loại: pixel, cm, mm, chấm hết, đúng chưa? Tiếp theo, trong giá trị resolution, resolution của chúng ta là độ phân giải. Thì con loại từ 72 đến 150 là được gọi là hiển thị trên màn hình dành cho web, Facebook. Còn các loại in ấn người ta bao nhiêu? Thế thế. Trông nói nhiều nhưng mà tổng quát lại chỉ thế thôi. Gọi là tóm lại đây này. Hiểu cái này chưa? Kênh màu chủ yếu chúng ta sẽ có những kênh màu như sau, đó là RGB. 90% dùng hộ số là RGB. Còn các bạn dùng cho CMYK câu chuyện khác nha. In ấn người ta dùng CMYK. Nhưng các bạn lưu ý trong phần này này, khi chúng ta dùng CMYK mà chúng lại gửi ảnh qua Facebook ấy, màu sai hết. Chúng ta xuất hết PNG mà cũng sai. Em cứ để hết về buồn cười lắm, màu sẽ bị làm sao ấy. Nên là khách hàng bảo mày làm kia đẹp thế mà tại sao mày gửi cho anh xấu thế, bởi vì chúng ta đang để sai màu. Cái chế độ chúng ta đang dùng CMYK mà gửi trên màn hình là đứt. Gửi là chuyển qua email. Sau đó người ta sẽ dùng cái đó, người ta in thì ok. Em hiểu cái này chưa? Rồi. Tiếp theo, chế độ của chúng ta là chế độ 8 bit. Là chế độ thông dụng nhất bởi vì sẽ sử dụng toàn bộ được các hiệu ứng. Còn từ 16 bit đến 32 bit là dành cho một số các chương trình khác, dành cho các ngành nghề khác. Ok, sau khi làm xong tôi chỉ cần tạo ra một giấy. Đây tổng quan lại nhá. Hiểu chưa? Phần thứ hai chúng ta cần nắm rõ giá trị thứ hai, đó là trước khi làm chúng ta mở khóa bằng cách kích đúc. Ok. Kích đúc. Ok. Lúc này tôi sẽ chia cho bạn đó là cách đổ màu, thì nó chia hai loại đổ màu. Đổ màu phía trên và đổ màu phía dưới. Đổ màu phía trên màu vàng, tôi sử dụng này Ambex Max Bay là đổ màu phía trên, và Control Max Bay là đổ màu phía dưới. Nó chỉ có hai loại màu thôi. Bạn thích đổ nào cũng được, được chưa? Tiếp theo, sau khi làm xong chúng ta sẽ có một cái giá trị, đó là tạo layer bằng cách là ấn vào biểu tượng đó, click new layer. Thì layer khi sinh ra thì phải quản lý một đối tượng, nên tôi lại đổ cho nó một cái màu. Tôi lại đặt ra một layer mới nữa, lại đổ cho nó một cái màu mới. Vậy thì có nghĩa là cứ có layer sẽ có đối tượng mới. Đấy là rút được kinh nghiệm, và cái này tự nhiên nó trở thành cái thuộc. Có nghĩa là mình làm thế bảo ôi có đây phải có đây mới, dần dần nói nhiều quá tự nhiên là phải giống như có thằng nó nhắc mình ấy, chứ không là các bạn quên ấy. Có nhiều người bài bỏ qua bài này làm cứ bị chập tre. Mình rút được kinh nghiệm rồi thôi, bây giờ mình sẽ nói rất là kỹ. Thấy chưa? Bạn không muốn thích layer đó mà xóa layer đó đi, có hai cách. Cách thứ nhất bạn ấn vào nút delete, cách thứ hai bạn ấn vào thùng rác. Hiểu không? Và tôi có chia sẻ cho các bạn một cái ví gọi là gì? Opacity. Opacity chính là độ trong mờ của đối tượng. Đây, tôi sẽ gõ xuống đây là 50 thì tôi chắc nó sẽ trong mờ 50%. Nhìn thấy không? Tuấn trong số có thể là số 3, số 2, số 1, số gì đó, thì bạn sẽ thấy là opacity sẽ tùy theo số của bản chính của bạn. Hiểu cái opacity chưa? Rồi. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục đến một cách gọi là cách chọn layer. Chọn layer nó có những giá trị như sau. Bạn chuột phải. Cách đầu tiên là chuột phải đúng không? Nhưng phải chọn vào nó nhá. Chứ có người chuột phải ngoài này là chọn màu vàng đấy. Chuột phải chọn vào nó thì là cái đầu tiên là của nó. Chuột phải có thấy ra nhiều layer không ạ? Nhưng chọn layer đầu tiên chính là nó. Hiểu này chưa? Cách thứ hai, bạn chọn vào auto select. Auto select chính là gì? Là tự động. Bạn tích vào nó sẽ được chọn nó. Bạn tích vào nó sẽ là chọn nó. Bạn tích vào nó sẽ là chọn nó. Hiểu cái này không? Còn cách thứ hai, cách thứ ba nữa là bạn dùng Control. Control chính là giá trị auto select đồng thời, bởi vì khi bạn ấn Control thì tự khắc nó tích vào đây. Buông Control ra thì lại trở lại bình thường. Hiểu cái này không? Vậy thì khiến Control xong rồi bạn tích vào hình thì có vẻ là bạn chọn.
chính xác là nó chứ, nhưng nó chỉ là tạm thời thôi, bởi vì bạn buông ra trôn ra thì nó không còn giá trị này nữa, hiểu đây chưa? Ok, còn có vấn đề gì nữa không ạ? Ở cái phim thì sao? Cái bài phim nó liên quan một bài. Cái gì tôi cũng có thể chỉ cho bạn, nhưng mà giai đoạn đầu thì chúng ta cứ làm những cái đó đã. Ok, em lại đi. Cho em hỏi là cái chỗ bạn nãy tìm background, cái tài nguyên hay tìm ở trang nào? Hay tìm ở trang Google. Ngoài Google ạ? Ngoài Google thì bạn cứ search là trang nào mà liên quan đến ảnh. Search tiếng Anh. Nếu mà có tiền thì vào ai sẽ tăng một chút tâm. Đúng rồi, chính xác. Nói là rất đúng luôn. Còn bình thường tôi chỉ cần tiếng Google thôi và dùng từ khóa của nước ngoài. Google này sẽ ra. Đấy, một đống luôn. Nha. Chọn đúng rồi. Tên rồi chi để lấy nhiệt. Thì tất nhiên nó có nhiều lắm. Ví dụ nhất tôi hay chọn là Free. Free Pick đi. Cái trang này này. Trang này cũng có ảnh. Bởi vì là em nhìn này, trên cái này nó có menu rất thông minh. Đây ạ. Các bạn có nhìn lên chỗ này chưa? Nó có vector. Nó có file PSD. Nó có hết. Nhưng vấn đề là nếu em có, đúng rồi, vector là có thể in ra mà không bị vỡ hình nhé. Và chúng ta có thể làm được ngay những sản phẩm thiết kế mà ngay trên chương trình đồ họa của chúng ta luôn. Thì cái đấy liên quan đến phần in loop. Nhưng tất nhiên Photoshop vẫn dùng được cái đó, bởi vì nó tồn tại dưới dạng Smart Object. Các bạn hiểu cái này không ạ? Thì cái phần đấy tôi giải thích sau. Hôm nay chúng ta chỉ ngấm tí thôi. Chỉ ngấm nhiều quá chết. Mới các bạn là người mới mà. Tao gọi nhóm ma. Hả? Ngấm nhiều quá tao gọi nhóm ma. Tao gọi nhóm ma đấy. Tôi nói đủ thứ mà. Đấy. Nhìn nào. Rồi chúng ta stop nha.